Chào các bạn, chào buổi sáng. Hôm nay nó vẫn bị ôm một chút xíu tại vì bị cảm cúm và con thì đang mấp rang và bị sốt một chút. Đó là chuyện bình thường và tự nhiên có thể chữa lành được. Thì trong video ngày hôm nay, Nam muốn chia sẻ cách khỏi bệnh khi bị ốm và cách chữa lành nhanh nhất. Dĩ nhiên thì đó liên quan đến cách ăn uống và các lối sống, thì Na sẽ chia sẻ những gì Na sẽ ăn buổi sáng. Hôm qua thì Na chỉ ăn chai cây và rau thôi. Tất nhiên thì những người ăn chai và ăn thô kiểu là ăn tươi sẽ bị ốm ít hơn. Na thì rất là ít bị ốm, nhưng mà Na đã đi du lịch khá là xa. Na đã đi xe buýt với rất là nhiều người, rất là đông khách trong 8 tiếng rưỡi, xong rồi ở một thành phố cực kỳ lớn trong một ngày, rồi đi máy bay với con 5 tiếng, xong rồi ở Mỹ thì cuộc sống cũng khác lắm. Na biết ơn ở đây rất là thiệt lợi, nhưng mà Na cũng đang ăn nhiều đồ linh tinh lung tung, nhiều quay tây chiên nhỉ, hữu cơ và chai, nhưng mà ăn khác bình thường. Ở nước Ecuador thì Na chỉ ăn chai cây và rau thôi, và cái gì cũng hữu cơ. Với lại Na sống trong vườn, sống rất là gần gũi với thiên nhiên. Hôm kia trong lạnh thì ở Mỹ hơi khác một chút xíu. Với lại ngày nào cũng đi mua sắm với gia đình thì gặp gỡ rất là nhiều người, và mình không biết là sức khỏe của họ là như thế nào. Chính vì thế Na cảm thấy không tốt như bình thường, thì Na muốn chia sẻ cách để chữa lành nhanh nhất cho những người bạn cũng bị ốm. Na sẽ ăn sáng ở ngoài thiên nhiên, và uống một ly nước cam tươi. Đấy là nước cam duy nhất Na đã tìm ở siêu thị mà không bị pasteurized, tức là không bị nấu. Na nghĩ là trên mười mấy phần trăm người Mỹ mà uống nước cam, đang uống nước cam đã bị nấu rồi thì đã mất rất là nhiều chất. Nước cam này thì có rất là nhiều vitamin C, thì sẽ giúp hệ thống miễn dịch của mình. Với lại Na sẽ ăn hai trái kiwi và một trái liễu. Na sẽ ăn nhẹ nhàng thôi. Nếu bạn bị ốm thì bạn cũng có thể chữa lành bằng nước ép thôi. Rất ngon. Thì hôm qua Na cũng uống nước cam buổi tối. Buổi tối Na không ăn uống bình thường, Na chỉ uống 2 ly nước cam như thế này vào buổi tối, và vẫn có đủ sữa cho con. Con thì sẽ khỏi bệnh nhanh hơn tại vì miễn dịch của con rất là cao, và con uống sữa mẹ thì sữa mẹ sẽ tạo ra những chất mà con cần. Sữa mẹ sẽ thay đổi bữa ban ngày và ban đêm sẽ hoàn toàn khác nhau. Na thấy điều đó rất là kỳ diệu, và cơ thể của hai mẹ con sẽ thích nghi và tiếp xúc với nhau. Thì người mẹ nào mà bị ốm thì vẫn có thể cho con đi được. Na thấy là uống sữa mẹ trực tiếp là tốt nhất. Và con càng ngày sẽ khỏe hơn. Hôm nay Na cũng sẽ mua một cái amber necklace cho con. Những em bé mà mập rang, không biết là ở Việt Nam có sai không, nhưng mà ở các nước, ở nước Mỹ thì đó là truyền thông, để giúp xoa dịu những em bé mà bị khó chịu vì mập rang. Trái kiwi này bố của Na đã mua ở Costco. Costco là một siêu thị cực kỳ lớn. Cái gì người ta cũng phải mua số lượng lớn, không chỉ là một hai trái kiwi mà là một hộp kiwi luôn. Và một hộp có khoảng 8 trái cho $4. Rồi có những cửa hàng hữu cơ ở đây thì bán được một trái kiwi và $3 một trái, 60.000 một trái. Một trái rất là nhỏ thì Na thấy hơi mắc một chút,
Thì ở đây có nhiều cửa hàng phong phú lắm, thì mình muốn mua gì mình sẽ tìm hiểu thêm là ở đâu sẽ tốt nhất. Rồi trái lựu thì cũng có rất là nhiều nước, mình ăn uống trái cây có nhiều nước sẽ giúp mình chữa lại nhanh nhất, tại vì nước sẽ giúp mình thanh lọc cơ thể, và cơ thể của mình là khoảng 70% nước, thì mình rất là cần trái cây, đặc biệt lúc mình bị ốm. À, người mẹ nào mà có em bé nhỏ thì rất là cần ngủ, và ngủ thêm. Có lẽ chồng của bạn hay bố mẹ của bạn có thể giúp chăm bé trong 1 2 tiếng cho bạn có thể ngủ thêm, tại vì bé mà mập rang thì thức dậy rất là nhiều lần trong một đêm bình thường. Tối qua thì chắc là bé Kuna đã thức 5 6 lần. Và bây giờ thì mẹ đang cho con ăn, và vừa hỏi Na là có được cho con ăn Cheerios không. Đó là một loại ngũ cốc, một loại cereal. Thực ra thì Na sẽ không bao giờ cho con ăn cái đó, tại vì đó bị chế biến, nhưng mà cũng nên để ông bà vui một chút, đúng không? Tại vì những người mà không ăn thô thì sẽ nghĩ là mình quá khắt khe với các ăn uống. Mình có thể giải thích một chút, nhưng mà nếu họ chưa hiểu thì thôi. Miễn là họ không cho con ăn thịt và những thứ bị chế biến quá nhiều. Với lại, Nam muốn con ăn phong phú và muốn ăn nhiều màu khác nhau và nhiều nhiều loại món ăn khác nhau, tại vì khi bé ăn dặm không chỉ là cho dinh dưỡng mà là cũng để khám phá thế giới này, và Nam nghĩ là càng đa dạng càng tốt. Các bạn nghĩ sao? Ở Mỹ thì có rất là nhiều đồ sẵn rồi, nhiều khoai tây chiên và các loại hạt, ngũ cốc, bơ đậu phộng, crackers, nhiều thứ lắm. Nà đã ăn cái này, không tốt lắm. Cái này cũng đồ sẵn rồi nhưng mà tốt cho sức khỏe hơn. Cái này kiểu là sữa chua nhưng mà làm từ trái dừa và 100% hữu cơ. Nà sẽ làm một cái bát với trái cây. Vậy đây, nó sẽ ăn nó với các loại berries, goji berries, không biết bằng tiếng Việt là gì, và dâu tây. Nó vừa ăn vừa ngắm cảnh. Nó sẽ uống hết nước cam. Khi lớn lên, nó đã ăn như thế này rất là nhiều đồ sẵn rồi. Và đó là lý do nó quan tâm nhiều đến sức khỏe. Rồi bây giờ mình sẽ đến siêu thị tại vì Nam muốn mua vài thứ, vài loại trái cây. Ở đây thì sắp Halloween rồi thì có nhiều bí, có rất là nhiều tao hoàn hảo. Nó thấy quá hoàn hảo, không tự nhiên thế nào cả. Đây là cam. Có trăm loại cam luôn. Rồi có một nơi mà có nhiều cam chai, tức là không có sữa bò. Có sữa hạt. Này xem nào, cookie dough làm từ hạt, hạt nhân. Nhưng mà vẫn có rất là nhiều thành phần không có tốt vì chế biến lắm. Thanksgiving sắp tới, đây là mẹ của Na. Rồi rất là nhiều loại all-you. Đi siêu thị Mỹ bồi rồi lắm. Trời ơi, quá nhiều lựa chọn. Nà thích ở Việt Nam thì mua theo mùa. Đấy là thịt chay, thịt cho người ăn chay. Nhưng mà vẫn nó thấy vị chế biến lắm. Rồi, đấy là chỗ có nhiều thứ cho em bé. Nà muốn mua một cái gì đó cho bé đang mấp rang. Nhưng mà nà cũng không muốn cho con thuốc. Halloween, bé Donald Trump. Nó sẽ uống cái này, đấy là chlorophyll.
đó kiểu là máu của cây cỏ. Nó sẽ ăn nho kiểu cotton candy. Rồi nó cũng sẽ ăn nho, nho xanh và trái sum buổi trưa. Không nhất thiết là bên phải ăn nho hay bên phải ăn trái sum hay việt quất. Khi bạn bị ốm, trái nào cũng tốt, đặc biệt trái cây mà có nhiều nước. Thì bạn sống ở Việt Nam, bạn có thể uống nước cam nhỉ, nước dừa, đu đủ. Chuối thì không có nhiều nước nhưng mà cũng tốt. Hôm nay bé cũng chỉ ăn trái cây và uống sữa mẹ thôi. Bé đang ăn nho, bé cũng rất thích nho xanh. Rồi bây giờ hai mẹ con sẽ đi dạo một chút. Mặc dù bị cảm cúm thì không có nghĩa là không tập thể dục nhẹ nhàng. Nếu bạn bị rất ốm thì chắc chắn là bạn phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng mà nó thấy đi ra ngoài thiên nhiên và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì cũng tốt. Khi bé muốn ngủ thì nó cho bé nước lại và ngủ. Mẹ thiên nhiên sẽ giúp cơ thể chữa lành. Và khi bị ốm mình phải nhớ nguyên nhân là gì? Bị cảm cúm và bị sốt không phải là vấn đề, mà là vấn đề sẽ đi sâu hơn. Gốc rễ của nó là khác. Có thể là cơ thể đã tiếp xúc với vi khuẩn hay virus. Có thể là những người trên máy bay có virus và hai mẹ con đã lấy nó. Nó không biết. Nhưng mà vấn đề không phải là mình bị sốt thì mình phải làm sao để hết sốt, mà là mình bị sốt vì sao và làm thế nào để giúp cơ thể chữa lành nhanh nhất. Và cơ thể của mình có thể tự chữa lành. Mình chỉ cần môi trường phù hợp để cho phép nó làm việc của nó. Hít thở thật sâu. Con ơi! Một ngày yên bình ở bang Florida, nước Mỹ. Cũng muốn nói một chút về tình hình sức khỏe ở bên Mỹ. Bị ốm kiểu cảm cúm hay bị sốt là chuyện khá là nhỏ so với việc bị bệnh nặng kiểu là ung thư hay bệnh tim hay bệnh tiểu đường. Và rất là nhiều người ở bên Mỹ đang mắc phải vấn đề đó. Hơn 70% có người dân số bị bệnh nặng và nhiều hơn nữa uống thuốc tê. Chuyện đó không bình thường. Thì các bạn nghĩ sao? Ước Mỹ có thật không? Đây là lần thứ 3 bé ngủ vào ngày hôm nay. Giấc ngủ rất là quan trọng khi chữa lạnh. Thường thì bé chỉ ngủ một lần một ngày thôi. Bé được 10 tháng rồi, 10 tháng tuổi rồi. Thì giấc ngủ 3 lần trước 2 giờ chiều bất thường, không bình thường. Thì nó sẽ về thôi. Bé cũng nghỉ ngơi với bé. Cũng thấy là nếu nó đã ăn thô 100% thì chắc là nó không bị ốm như bây giờ. Yên bình lắm luôn á. Đi về nè. Really sobbing. Rồi bữa tối em bé sẽ ăn nho, quýt và chuối. Và nó sẽ uống sinh tố, có việt quất, dâu tê, rau xanh, rau chân vịt và cải xoăn, chuối và bột maca. Và nó sẽ ăn kimchi nữa, một món Hàn Quốc. Nó thấy khác thốt nhất để chữa lành là ăn trái cây thôi. Nhưng mà nó cũng thêm vị khác một chút thì nó sẽ ăn kimchi. Bây giờ nó thấy đỡ hơn rồi. Bây giờ là gần 7 giờ tối. Và sau khi một ngày chị ăn trái cây và đi dạo với con và nghỉ ngơi nhiều hơn, nó thấy chắc là mai sẽ hết. Với lại khi mình bị ốm có nghĩa là tần số rung động của mình bị thấp, thì mình phải
xem nào suy nghĩ của mình như thế nào, môi trường của mình như thế nào, và mình có thể thay đổi gì không. Mình lúc nào cũng có thể thay đổi suy nghĩ của mình và góp nhìn của mình. Rồi, video này đã kết thúc rồi. Hai mẹ con sẽ tám với nhau rồi ngủ sớm. Chúc lành cho các bạn, chúc lành và thanh lọc cơ thể càng sớm càng tốt. Bye bye.